đem cái giấy kia về. Tôi chỉ cần 40 cái giấy. Thằng chớ nó còn lì không rót nữa đó. Cái chuyện người ta lì đó là người ta ba mẹ người ta dạy lại. Còn anh bây giờ quá tướng rồi. Quá. Ba mẹ anh mà còn không hài lòng. Rồi giờ biết lỗi rồi. Xin lỗi. Trời ơi cái thằng đẹp chớ đó, nó còn nó không có nó lì nữa đó. Nó lì lắm hả? Nó còn lì không rót nữa đó. Còn cái thằng cà rốt thì nó không lì. Nó là tạm tạm thôi. Còn cái thằng cà rễ đó nó đâm rụng hết cái hộp luôn á, nó đâm coi như là tan nát cái hộp luôn. Tan nát luôn á hả? Ừ. Ờ, té ra là cái thằng cà rốt còn xài được, còn thằng cà rá không xài được. Ừ. Tại nó quậy quá hả? Ừ. Nó quậy mà tới ba mẹ không chấp nhận. Chán ngấy luôn, thằng chả luôn á, không có nuôi nữa. Bây giờ người ta nói người ta chấp nhận thằng cà rá là kìa. Đó. Thằng cà chớ nó đâm cái là lủng nguyên cái hộp luôn á. Nguyên cái hộp không còn cái gì để đựng luôn nữa. Dòng vô yến này chính là giờ biết lỗi gì phải chính lỗi gì thôi. Dạ dòng quá. Này nè, ngoại vô đây. Thôi tôi đi ra cho nè. Nè, ngoại biết không, nó đâm một cái hộp luôn. Lũng nguyên cái chỗ này. Tay ơi, để yên cho phải đựng đồ. Đó, đó cái thằng cà rốt đâm vậy á. Còn thằng cà rốt thì chỉ đâm chỉ sơ vậy thôi. Đó, đâm có một mảnh đó thôi. Thằng cà rốt lấy cái hướng nó bây giờ tôi không nói nhiều, bây giờ tôi hỏi anh nè, tối nay anh muốn ở đây hả, anh đi về. Cà rá nó chọc cơ, lấy cái cây già nó chọc cơ, nó xỉn 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 như nè. Tóm lại ở đây hay về nè, về theo ba mẹ chị. Con ở đây mà con không ngoan với ngoại, con hổn với ngoại, con lì mẹ ghét quá. Rồi tại sao nãy nó còn dám kêu bà Út là xử bà ngoại, cái chuyện đó mày không chấp nhận được. Không đó, không được.